tỷ đô la Mỹ trong quý 4. Doanh thu từ mảng dịch vụ, thiết bị đeo và iPad đã mang lại cho Apple 64 tỷ đô la Mỹ cho quý 4 năm 2019. Báo cáo doanh thu của hãng cho biết, Apple vừa công bố kết quả tài chính quý 4 ngân sách năm 2019 kết thúc vào 28 tháng 10 đối với iPad, mảng dịch vụ và thiết bị đeo, Apple cho biết 60% doanh thu quý đến từ thị trường quốc tế, ngoài Mỹ. So với quý trước, doanh thu quý này tăng 2%, với quý đầu ngân sách năm 2020 Apple dự tính mức doanh thu sẽ rơi vào khoảng 85,5 đến 89,5 tỷ đô la Mỹ, biên lợi nhuận gộp 37,5 đến 38,5%, chi phí hoạt động 9,6 đến 9,8 tỷ đô la Mỹ, thu nhập khác khoảng 200 triệu đô la Mỹ, thuế sấp xỉ 16,5%. Apple kỳ vọng iPhone 11, sản phẩm tai nghe không dây AirPods Pro sẽ đóng góp đáng kể cho doanh thu quý tới.